các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món chè xoài pudding, một loại chè đang rất là hot trong thời gian gần đây. Chè ngọt mát, dậy mùi thơm của xoài, béo ngậy của nước cốt dừa. Phần pudding xoài thì mềm, dẻo, ngọt vừa, ăn kèm với một chút thạch rau câu sữa dừa, một chút xoài tươi, một chút bột bán. Các bạn có thể cho thêm một chút trân châu nữa cũng rất là ngon đấy. Nguyên liệu mình chuẩn bị: mình sử dụng 8g gelatin, mình cho vào cùng 100ml nước. Mình khuấy đều cho gelatin tan ra. Và mình ngâm trong khoảng chừng 10 phút để cho gelatin nở. Xoài thì mình sẽ gọt bỏ vỏ và tách lấy phần thịt xoài. Mình cần sử dụng 200g thịt xoài và mình sẽ cho phần xoài này vào trong máy xay sinh tố. Mình cho vào cùng 100ml sữa tươi không đường và mình xay nhỏ phần xoài này ra. Mình cho phần xoài vừa xay vào trong một cái nồi và mình cho phần xoài này lên bếp để đun. Gelatin lúc này cũng đã nở ra rồi các bạn. Mình đun ở lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều. Xoài ở đây mình sử dụng loại xoài chín ngọt rồi nên mình không cho thêm đường nữa. Còn bạn nào mà sử dụng loại xoài hơi chua thì các bạn có thể cho thêm 30g đường nhé. Đun khoảng 2 phút, phần xoài bắt đầu nóng ấm lên thì mình sẽ cho phần gelatin vào cùng. Và mình tiếp tục đun. Khi phần xoài sôi lăn tăn như thế này là được rồi các bạn, mình sẽ tắt bếp. Mình chuẩn bị sẵn ở đây các khuôn làm bánh flan. Mình sẽ cho phần xoài vừa nấu vào trong các khuôn này. Và mình đã có được 6 hộp pudding xoài như thế này. Mình sẽ để cho phần xoài này nguội, sau đấy cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để cho đông lại. Mình sử dụng 20g bột bán. Mình cho nước vào và ngâm cho bột bán nở ra. Tiếp theo mình nấu phần rau câu sữa dừa. Mình cho vào nồi 200ml nước. Và mình cho vào cùng 3g bột rau câu giòn aga. Mình khuấy đều cho phần bột rau câu tan ra. Và mình cho lên bếp để mình đun. Vừa đun mình vừa khuấy đều. Khi phần nước rau câu đã sôi lên thì bạn tiếp tục đun ở lửa nhỏ thêm khoảng chừng 5 phút nữa để cho phần bột rau câu chín hoàn toàn. Bột rau câu chín trong rồi, mình sẽ cho vào cùng 50g sữa đặc. Và mình khuấy đều. Mình cho vào cùng 50ml nước cốt dừa. Mình cũng khuấy đều lên. Bạn nào mà không thích ăn phần rau câu sữa dừa thì các bạn có thể nấu phần rau câu trắng như thông thường cũng được. Đun cho nồi nước rau câu sôi lăn tăn trở lại rồi mình sẽ tắt bếp. Mình cho phần rau câu sữa dừa vào một cái khuôn. Để cho phần rau câu này nguội rồi mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh để cho rau câu đông lại. Bột báng sau khi ngâm với nước 30 phút đã nở rồi. Giờ mình sẽ mang đi rửa sạch. Và mình mang bột báng đi luộc chín nhé. Mình đun sôi nồi nước, sau đấy mình cho bột báng vào. Mình luộc cho đến khi bột báng chín trong. Phần bột báng đã chín trong như thế này rồi thì mình sẽ tắt bếp. Mình vớt bột báng ra. Và mình mang rửa lại với nước.
Tiếp theo mình nấu phần nước cốt dừa, mình cho vào nồi 200ml nước lọc, 100ml sữa tươi không đường, 100ml nước cốt dừa, 100ml kem tươi whipping hoặc là rích lùn, 60g đường. Mình khuấy đều. Và mình cho lên bếp để đun. Mình sẽ đun ở lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều. Tuyệt đối là các bạn không được đun lửa to, khiến hỗn hợp nước cốt dừa sôi bùng lên thì nó bị tách nước. Các bạn chỉ đun lửa nhỏ và đun đến khi hỗn hợp nước cốt dừa sôi lăn tăn là được. Phần hỗn hợp nước cốt dừa sôi lăn tăn như thế này là được rồi. Mình sẽ cho bột báng vào cùng. Các bạn thích ăn nhiều bột báng hơn thì các bạn có thể tăng lên khoảng 30g nhé. Và giờ mình sẽ tắt bếp. Để cho hỗn hợp nước cốt dừa này còn ấm ấm thì mình sẽ sử dụng nhé. Mình sử dụng 5g hạt é, các bạn có thể sử dụng hạt é hay hạt chia cũng được. Mình cho vào cùng 20ml nước lọc, 20ml siro hương dâu. Mình ngâm cho hạt é nở ra. Nước là các bạn dùng nước đun sôi để nguội nhé. Phần rau câu sữa dừa sau khi cho vào ngăn mát tủ lạnh được 1 tiếng thì rau câu đã đông rồi. Giờ mình sẽ sắt ra thành các miếng nhỏ. Mình sẽ dùng con dao hình răng cưa này để mình sắt cho đẹp. Xoài thì mình gọt vỏ và mình cũng thái hạt lựu. Phần pudding xoài sau khi cho vào trong ngăn mát tủ lạnh được 2 tiếng thì nó cũng đã đông lại rồi. Giờ mình sẽ chuẩn bị một tô chè xoài nhé. Mình cho vài viên đá vào trong tô. Phần pudding xoài thì các bạn chỉ cần dùng con dao mũi nhọn, các bạn lách quanh thành khuôn như thế này. Và các bạn lấy ra rất là dễ dàng. Tiếp theo mình cho xoài thái hạt lựu vào, rau câu sữa dừa. Tiếp đến mình dưới phần nước cốt dừa lên trên. Thêm chút hạt é lên trên nữa. Vậy là mình đã có một tô chè xoài pudding vô cùng hấp dẫn rồi. Và giờ mình sẽ ăn thử nhé các bạn. Phần pudding xoài thì mềm, dẻo, ngọt, mát. Ăn cùng với phần xoài tươi và rau câu sữa dừa mát lạnh rất là ngon. Và đặc biệt là phần nước cốt dừa béo béo, ngậy ngậy, thơm lừng. Các bạn cũng có thể cho thêm trân châu vào, ăn cũng rất là ngon đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.